cười. Mẹ của con là Nhất Ti. Con chào cô. Con chào cô nha Ngân. Hôm nay con sẽ giới thiệu đầy đủ của con cho cô. Con tên là Đào Trần Linh Đan. Năm nay con 6 tuổi. Con học trường A4 lớp Lý Thái Tổ. Trường lớp 1A4. Lớp 1A4 trường Lý Thái Tổ. Và con sống ở nước Việt Nam. Con sống ở nước Việt Nam. Con ở Hà Nội. Bây giờ con sẽ đọc bài cho cô nhé. Phụ âm nhờ thơ nhờ a nha nha nhờ o nho nho nhờ ô nhô nhô nhờ ơ nhơ nhơ nhờ e nhe nhe nhờ e nhe nhe nhờ y nhi nhi nhờ u nhu nhu nhờ ư như như thờ a tha tha thờ o tho tho thờ ô thô thô thờ ơ thơ thơ thờ e thê thê thờ e thê thê thờ y thi thi thờ u thu thu thờ u thu thu nhà thờ nghe nhẹ thả cá thơ ca quả nho lý tí chú thỏ thứ tự. Ở phố bé có nhà thờ to, bố bé là thợ hồ, chú bé là thợ nề. Xe ô tô chở sư tử và hổ về sở thú. Bây giờ con sẽ dở sang trang khác. Đây, ba ba bằng bốn bốn bằng hai hai bằng. Cái này con quay rồi mà. Một một bằng hai ba nhỏ ba năm lớn nhỏ. Hình tròn tô màu xanh lá cây, hình vuông tô màu cam, còn hình tam giác tô màu nâu. Có 7 quả nho. Đâu có 7 nấm. Có 6 bí ngô. Có 5 nho. Có 6 rau tây. Có mỗi nấm là nhiều nhất cô ạ. Bây giờ con sẽ rửa sang trang khác. Đây. Chữ A đây cô ạ. Để con chút nhé. Để con chút thôi ạ. Đây. Bây giờ con tạm biệt cô và đến bài thứ 10. Chỉ có mỗi một trang thôi cô ạ. Để hôm nào. Đúng rồi, chị con đang tìm kiếm đấy. Bye bye. Và cô nhớ ấn like và subscribe cho con nha. Nhưng mà bài học quay này cô vẫn phải ấn like và subscribe đấy.